Quý cô bác tuổi Mậu Thân kính mến, Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, mệnh đại trạch thổ, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người, đã dự đoán rằng đúng tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác sẽ trải qua một tháng hung cát ẩn tàng, vận trình có nhiều biến động. Nhưng nếu như quý cô bác cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Từ đó, những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Quý cô bác tuổi Mậu Thân hữu duyên xem được video này nên biết nắm bắt để tận dụng thời cơ để giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý, được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may và tận dụng tối đa vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác tuổi Mậu Thân cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Tổng quan tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Có thể nói rằng Thủy là một con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy những người tuổi Mậu Thân không những tài giỏi thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn. Những người tuổi Mậu Thân rất ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu, vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ sự hài hước của mình. Trong đám đông tuổi Mậu Thân nổi bật thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị, độc đáo, mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Tuổi Mậu Thân giỏi trong cách giao tiếp ứng xử và thuyết phục người khác. Bởi vậy, họ rất thích kết bạn và gặp gỡ các mối quan hệ mới, nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui, nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh, buồn chán. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Tuổi Mậu Thân truyền cảm hứng sức sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người thân xung quanh. Khi đối diện với khó khăn, thử thách, tuổi Mậu Thân luôn thể hiện một ý chí quyết tâm cao và sự tự tin của mình. Họ độc lập giải quyết công việc mà không cần đến sự trợ giúp của người khác. Con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng sẽ giúp họ lường trước được tất cả mối nguy hiểm ở trước mắt. Nếu làm việc tập thể, tuổi Mậu Thân sẽ không bao giờ để mình chịu thua bất kỳ ai nếu có người hơn mình. Họ sẽ cố gắng phấn đấu để vượt lên vị trí dẫn đầu. Những người này có sức cạnh tranh mãnh liệt và đôi chút ghen tị khi người khác đạt được thành công. Tuy nhiên, họ khéo léo che giấu đi cảm xúc thật sự của mình, không để cho ai biết. Đa số những người tuổi Mậu Thân làm việc theo cảm hứng nhất thời. Khi tâm trạng tốt, họ làm việc hăng say và hiệu quả. Còn khi tâm trạng xấu, tuổi Mậu Thân lại tỏ ra chán nản và làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Nam giới tuổi Mậu Thân sớm trưởng thành và xây dựng được sự nghiệp vững vàng. Nhờ vào khả năng giao tiếp của mình mà họ có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè người thân yêu quý. Bởi vậy, mỗi khi gặp khó khăn, tuổi Mậu Thân luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tuy nhiên, không vì thế mà họ ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Tuổi Mậu Thân khôn ngoan trong những trường hợp cần thiết, họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không đem lại cho bản thân mình tiền bạc, lợi lộc. Đôi khi có người cho rằng tuổi Mậu Thân thực dụng nhưng chính họ cũng đã công nhận điều này. Tuổi Mậu Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực bởi ngay từ khi còn trẻ, những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích cho mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể, họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy tuổi Mậu Thân thật hoàn hảo và thông minh, họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Đôi lúc sự tự tin một cách thái quá khiến tuổi Mậu Thân gặp nhiều rắc rối. Họ có thể chỉ ra một cách rõ ràng, chính xác những sai lầm của người khác, nhưng lại không thể tự mình nhìn ra lỗi lầm của mình. Hơn nữa, những người này có tính bảo thủ, ít khi lắng nghe lời nhận xét, khuyên nhủ của người khác. Tuổi Mậu Thân thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy của mình bằng cách chắt lọc những thông tin cần thiết để học hỏi và tiếp thu.
Hơn nữa, họ luôn lựa chọn những việc dễ làm, ít tốn sức mà đem lại cho mình thành công cao. Bởi vậy, nhiều người cho rằng tuổi Mậu Thân mưu trí, nhưng trong một số trường hợp họ rất khôn lỏi, không nghĩ cho người khác. Tuổi Mậu Thân không hẳn là những người bảo thủ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, họ biết tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm của những người giỏi hơn mình. Hơn nữa họ chia sẻ kiến thức và tiền bạc của mình cho mọi người xung quanh, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn mà quên đi lợi ích của bản thân. Tuổi Mậu Thân văn võ song toàn, vừa có tài, vừa có đức, vì vậy những người này thường xuyên gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Nếu họ cảm thấy bản thân mình giỏi về lĩnh vực nào, tuổi Mậu Thân sẽ phát huy trí sáng tạo của mình và cố gắng theo đuổi nghề nghiệp theo lĩnh vực đó. Những người này khi làm việc tập trung rất cao độ, không ai có thể làm phiền hay ngắt quãng. Đặc biệt, họ rất ghét những người thường xuyên nhờ cậy, gặp khó khăn nhỏ đã không thể giải quyết được. Bởi tuổi Mậu Thân là những người độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai và cũng không muốn người khác quá ỷ lại vào mình. Phụ nữ tuổi Mậu Thân năng động và đầy lôi cuốn, sự xuất hiện của họ luôn làm cho đám đông trở nên sôi động, hào hứng hơn nhờ có sự khéo léo của mình. Những cô nàng này được rất nhiều người yêu quý, đó là lý do tại sao cô nàng tuổi Mậu Thân có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Phụ nữ tuổi Mậu Thân không chỉ là người nội trợ đảm đang, mà còn là cánh tay phải đắc lực giúp đỡ công việc làm ăn của gia đình. Họ không bao giờ chịu sống một cuộc đời tầm thường, ý chí tiến thủ luôn thúc đẩy tuổi Mậu Thân không ngừng phát triển để đạt được thành công, địa vị trong cuộc sống. Dù là phận nữ nhi chân yếu, tay mềm, nhưng những cô nàng tuổi Mậu Thân sống độc lập, suy nghĩ thực tế, họ không dựa dẫm vào bất kỳ ai tự thân, tự lực để xây dựng sự nghiệp vững chắc cho mình. Sự nhanh nhạy, con mắt nhìn xa trông rộng, giúp tuổi Mậu Thân dễ dàng thành công trong những lĩnh vực kinh doanh, bất động sản, kinh tế, chính trị. Họ luôn đưa ra những phán đoán chính xác, kịp thời để phát triển công việc làm ăn của mình. Tuổi Mậu Thân dù trong trường hợp nào cũng giữ được thái độ hòa hợp của mình với công việc và mọi người xung quanh. Khi cảm thấy tinh thần mệt mỏi, tuổi Mậu Thân không bao giờ tỏ ra chán nản, họ sẽ tạm ngưng công việc và nghỉ ngơi hợp lý để lấy lại tinh thần làm việc, cũng bởi vậy mà sức khỏe của họ luôn ở trạng thái tốt nhất. Tuổi Mậu Thân nghiêm túc với công việc và các mối quan hệ trong xã hội của mình. Nếu đã xác định được mục tiêu và tìm thấy cơ hội cho mình, họ toàn tâm, toàn ý tập trung vào sự nghiệp và xây dựng một niềm tin vào chiến thắng. Đánh giá tổng quan vận trình tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, đúng tháng 7 âm lịch năm 2023. Tháng 7 âm lịch năm 2023, tháng Canh Thân, năm Quý Mão, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8 năm 2023, kết thúc vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 dương lịch. Tháng có, thiên can canh kim, địa chi thân kim, đặc trưng, thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Xem tử vi phương Đông, lầm tưởng thái tuế trong tháng 7 năm 2023 âm lịch này, vận trình tuổi Mậu Thân có nhiều biến động về công việc, có thể là dịch chuyển, thay đổi nơi làm việc, vạn sự khởi đầu nan, suy nghĩ tích cực sẽ vượt qua tất cả. Tài lộc khá sáng, tiền vào túi không ít nhưng vẫn có dấu hiệu mất mát hao tổn, hết sức thận trọng trong các giao dịch ký kết hợp đồng giấy tờ, văn bản. Dân gian quan niệm tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn dễ mang tới điểm xui xẻo. Vì thế, các hoạt động cầu tài phải thận trọng, chọn ngày giờ tốt để tiến hành thì sẽ may mắn hơn. Sức khỏe tuổi Mậu Thân không có gì đáng lo ngại, chú ý lái xe cẩn thận, tránh tai nạn xe cộ là được. Ngoài ra, chú ý dưỡng sinh cho phổi, hạn chế mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi mãn tính, ho hắng kéo dài, viêm phế quản. Chi tiết cụ thể từng phương diện chính như sau. Về mặt sự nghiệp, sang tháng 7 năm 2023 âm lịch, tuổi Mậu Thân đương đầu thái tuế, vận khí biến động mạnh, hung cát ẩn tàng nhìn là phúc, mà chưa hẳn là phúc, thấy là họa mà chưa hẳn đã là họa, cần phải bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng sẽ nói lên tất cả. Tháng này thân kim đi vào đất lâm quan, báo hiệu ngoài những công việc hiện tại, khả năng cao bản mệnh được giao phó đảm nhiệm công việc mới với tính chất khác biệt hoàn toàn. Tùy vào năng lực bản thân mà quyết định nhận hay không, biết lượng sức mình thì việc gì cũng có thể cân nhắc và hoàn thành. Trong tháng có thể tuổi Mậu Thân sẽ chuyển việc hoặc chuyển nơi ở, mọi thứ diễn ra không mấy thuận lợi lúc đầu, nhưng sau cũng suôn sẻ. Dấu hiệu thị phi trong tháng khá rõ ràng, bản mệnh liệu mà hành xử, vì thái tuế lâm mệnh tuổi Mậu Thân có xu hướng bướng bỉnh, bảo thủ hơn, rất dễ nảy sinh tranh chấp, xung đột với đồng nghiệp, không hành xử khéo léo, tiền đồ bị ảnh hưởng đáng kể. Về phương diện tài lộc, so với tử vi tháng trước, tháng 7 năm 2023 âm lịch này, tài vận của người tuổi Mậu Thân sáng hơn, đặc biệt là thứ tài. Bạn khá may mắn khi tiến hành những giao dịch mua bán,
Mặc dù thu lời không quá nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, nhiều khoản thu được cùng lúc nên tiền bạc khá rủng rỉnh. Có điều thái tuế trực xung khiến tính tình cảm xúc của tuổi Mậu Thân thay đổi thất thường, có những lúc nổi hứng mua sắm, tiêu pha lãng phí khiến túi tiền đang đầy lại vơi đi nhanh chóng. Thêm nữa, dân gian quan niệm đây là tháng cô hồn, xui xẻo rình rập khắp nơi. Những hoạt động cầu tài, đầu tư kinh doanh nên hạn chế tiến hành để tránh gặp phải xui xẻo, nếu vẫn muốn làm cần chọn ngày giờ hoàng đạo để thuận lợi hơn. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Tử vi tháng 7 năm 2023, tuổi Mậu Thân về phương diện tình cảm có nhiều điểm sáng bất ngờ, mặc dù phải đương đầu thái tuế cảm xúc khó tiết chế, song bản mệnh vẫn chu toàn chuyện gia đình. Nhìn chung gia đạo yên ổn, hầu như không phát sinh xung đột nghiêm trọng. Về mặt sức khỏe. Về sức khỏe, thân kim được khí mùa thu che chở, sức khỏe khá ổn định, hầu như không mắc bệnh nghiêm trọng, chú ý đi đứng cẩn thận để tránh tai nạn xe cộ là được. Theo đông y, xuân hạ dưỡng dương, thu đông dưỡng âm, tháng 7 âm lịch, thời tiết từ nóng chuyển sang mát lạnh, dương suy âm thịnh, thời tiết khô hanh. Vì thế, giữ ẩm phòng ngừa khô hanh là để đề phòng bệnh tật. Về ăn uống nên tích cực ăn chua, giảm cay để dưỡng gan và tỳ phòng ngừa chứng viêm loét dạ dày. Về thói quen sinh hoạt nên ngủ sớm, dậy sớm giúp tinh thần bình ổn tránh khí tiêu điều vào mùa thu, nên ngủ trưa để điều dưỡng tốt cho tim, làm khỏe tim giảm rủi ro bệnh tim mạch. Ngoài ra, chú ý dưỡng sinh cho phổi, hạn chế mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi mãn tính, ho hắng kéo dài, viêm phế quản. Tiếp theo đây sẽ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết, tuần này tuổi Mậu Thân có vận trình hung cát đan xen, những xui xẻo đa phần tập trung nhiều ở khoảng thời gian đầu tuần do thái tuế chiếu vận. Cuối tuần có khởi sắc hơn chút nhờ thái dương hỗ trợ, tuổi này nên cẩn thận trong chuyện làm ăn. Thời gian này, bạn dễ bị tiểu nhân cạnh tranh bẩn, ganh đua nhau từng chút một. Đặc biệt là những người đang xuất ngoại, ai đang làm những công việc nguy hiểm thì cần mang đồ bảo hộ đầy đủ và cẩn thận trong quá trình làm việc, kẻo tai họa giáng xuống bất ngờ. Đường tài lộc có dấu hiệu khởi sắc về nửa sau tuần mới, đặc biệt là nam sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữ mệnh, đầu tuần đề phòng mất của. Nam nên tiếp thu ý kiến của những người xung quanh đừng bảo thủ. Nữ thì nên chăm lo, giữ tiền cho gia đình, quản lý tốt các khoản chi hàng ngày. Vận trình tình duyên có chút trắc trở do gặp thiên diêu chiếu mệnh, tuổi này số đào hoa phong lưu, đa tài ăn nói khéo nên hay được để ý. Người có gia đình nên kiểm soát bản thân thật tốt để không sa ngã. Quý nhân, thìn, dậu, tiểu nhân, tỵ, dần, màu sắc may mắn, hồng, xanh lá, con số phát tài, 09, 64, 75. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Trong tuần mới, tuổi Mậu Thân gặp cả Bách Việt và Thái Tuế, nên cuộc sống có phần trắc trở không được trọn vẹn. Tình hình công việc có dấu hiệu tăng tiến vào đầu tuần, cuối tuần khá kém sắc, con giáp này gặp nhiều thách thức. Nhưng nếu suy nghĩ theo hướng tích cực, đây có thể là khởi đầu mới cho bản mệnh. Tuy nhiên, về sau tuổi Mậu Thân vẫn cần có sự can đảm và chuẩn bị tâm lý để đối mặt với thử thách mới. Chuyện tiền bạc tuổi Mậu Thân nên cẩn thận một chút, đặc biệt với những ai dính đến pháp luật hoặc chuẩn bị xuất ngoại làm ăn. Lần này cũng không nên cho người khác vay mượn tiền bạc, đồ đạc trong nhà nguy cơ không đòi lại được rất cao. Vận trình tình cảm không quá xấu, tuổi Mậu Thân cần biết kiềm chế tính trăng hoa của bản thân. Nếu làm được thì bạn sẽ có thêm những mối quan hệ có lời. Quý nhân, tí, thìn, tiểu nhân, dần, mão, màu sắc may mắn, trắng, vàng, con số phát tài, 35, 60, 98. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tuổi Mậu Thân trong tuần từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch có tin vui liên quan đến công việc nhờ có thiên đức cát tinh nâng đỡ. Tuy nhiên, vận may đến có nhiều hay không, chủ yếu là nằm ở cách ăn nói của bạn. Thiên cầu chiếu vần không khuyến khích bạn ăn nói bừa bãi kẻo rước họa vào thân. Công việc tiến triển như ý muốn, nhiều người được nhận dự án lớn hoặc được thăng chức bất ngờ. Bên cạnh đó, tuổi này cũng cần biết rằng đôi khi mình phải chấp nhận rủi ro để đạt được thành công như mong muốn. Không có thành công nào là dễ dàng, nên đừng đòi hỏi quá cao. Chuyện tiền bạc nếu muốn thuận lợi thì phải tránh xa kiện tụng, tranh đấu, e rằng khó tụ tài. Đồng tiền sạch bao giờ cũng có lộc và trường tồn. Hãy làm ăn lương thiện thì trời xanh có mắt sớm có lộc lá.
Nếu có chuyện gì phát sinh thì hãy cứ bình tĩnh rồi quý nhân sẽ tìm ra giải pháp giúp bạn sớm thôi, càng nóng giận càng mất tiền. Tuần mới này có tả phù chiếu mệnh, nên mẫu thân có thêm nhiều mối quan hệ mới hay được bạn bè giúp đỡ động viên, cần thể hiện thái độ cởi mở, đón nhận lòng tốt. Quý nhân, Tý, Tỵ, tiểu nhân, Thìn, Hợi. Màu sắc may mắn, xanh lá, đen. Con số phát tài, 12, 45, 80. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân gặp khá nhiều may mắn trong tuần mới, không còn vất vả như tử vi tuần cũ dự báo. Đặc biệt là những ai đang vất vả bôn ba ở xa quê, những khó khăn dường như biến thành động lực trong tuần này. Công việc trăm bề thuận lợi, đặc biệt là những ai đang có công việc phải di chuyển nhiều hoặc những ai đang xuất ngoại, nhờ có dịch mã phù trợ, bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong thành tựu, một thời gian tốt cho các bước chuyển nghề nghiệp hoặc đi xa công tác, đừng ngại ngần, càng buôn ba bạn càng có tiền. Vận tiền tài có dấu hiệu khởi sắc, tuổi này chăm chỉ cày cuốc, nữ không thua kém gì nam, tiền bạc do vất vả mà có được nên bạn rất quý trọng đồng tiền. Một tuần tốt đẹp về tài chính, bạn không cần phải lo lắng về các khoản chi tiêu của mình, giỏi chắt góp sẽ có khoản tiền to. Chuyện tình cảm khá vượng, nữ tuổi Mậu Thân có thái âm tương trợ, nên mọi sự liên quan đến nhân duyên đều tốt lành. Từ giờ hãy điềm tĩnh và buông bỏ những suy nghĩ phiền muộn về các mối quan hệ khiến bạn không thoải mái, bạn có quyền đối xử tốt với bản thân và từ chối những người xấu tính. Quý nhân, Thân, Thìn, tiểu nhân, Dậu, Tuất, màu sắc may mắn, trắng, đen. Con số phát tài 92, 64, 03. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong tháng cô hồn, vẫn nhận được vận may trời ban, nên làm ăn thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ, thu nhiều của cải, tiền bạc đổ về túi ào ào như thác, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không, quý vị nhé. Vận mệnh người tuổi Mậu Thân, sinh tháng 1 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng Giêng rơi vào tiết Tân Xuân là người hoạt bát năng động, tinh thần phơi phới, sự nghiệp thăng tiến, có nhiều cơ hội xuất ngoại, khó tránh khỏi bệnh tật, ốm đau lạt vặt. Xem vận mệnh người tuổi Mậu Thân theo tháng sinh âm lịch. Sinh vào tháng Giêng người này sức khỏe tốt, sinh lực dồi dào là người hào sảng, phóng khoáng, cũng rất ngay thẳng chính trực. Tuy ra ngoài xã hội có quý nhân nâng đỡ, song chẳng có được nhờ lộc tổ tiên, cha mẹ, anh em trong nhà cũng không giúp đỡ được nhiều, tự lực cánh sinh là chính. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng này, nếu phát triển sự nghiệp ở phương xa thì sẽ thuận lợi hơn là khởi nghiệp tại quê nhà, mọi sự dễ dàng thành công hơn. Đường tài lộc của con giáp này cũng không tồi, song cũng vẫn có điểm báo phá tài, nên thận trọng hơn để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Vận mệnh người tuổi Mậu Thân, sinh tháng 3 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 3 âm theo lịch vạn niên là tiết Thanh Minh, người này tài trí hơn người. Ra đời được nhiều bạn bè giúp đỡ, gia đình có của ăn, của để nên cũng hỗ trợ được phần nào, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn, cuối đời vẫn được hưởng thái bình. Cuộc đời người này khá suôn sẻ, thuận lợi và giữ cũng hóa lành, tiền đồ rộng mở có thể theo nghiệp kinh doanh. Sinh vào tháng 3 âm lịch, người tuổi Mậu Thân có tài năng, có thực lực, được đánh giá khá cao. Họ may mắn có cuộc đời êm ả, không trải qua nhiều sóng gió khó khăn mà được hưởng hạnh phúc, tiêu diêu, tự tại. Con giáp này được nhiều người yêu mến, cũng luôn có quý nhân bên mình, khi còn nhỏ thì có cha mẹ anh em nâng đỡ, lớn lên thì có bạn bè tương trợ, có thể hợp tác cùng bạn bè thân thiết để làm việc. Sự nghiệp sẽ đạt được những bước tiến mới thành công vang dội. Tuy theo nghiệp kinh doanh vô cùng tốt, nhưng bản mệnh nên tránh kinh doanh liên quan đến nông nghiệp, nông sản, khả năng thành công không được cao. Tính tình người này hiền lành, ôn nhu, sống khiêm nhường biết điều, cuộc sống của họ từ lớn đến bé không thiếu cơm ăn áo mặc bao giờ. Nhưng khó có thể giàu sang, tiền bạc nhiều đến mức đại phú, đại quý hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng tương kính như tân bên nhau bạch đầu giai lão. Người tuổi Mậu Thân, sinh tháng 6 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, tính tình thoải mái, vui vẻ, không hay lo nghĩ nhiều mà suy nghĩ lạc quan, tích cực. Cuộc đời cát hung họa phúc đan sen, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, con cháu hiền vinh phú quý. Tra cứu theo lịch vạn niên, sinh vào tháng 6 âm lịch. Con giáp này sống phiêu diêu tự do, tự tại không để ưu phiền sống qua ngày, bản mệnh được bố mẹ hỗ trợ anh em yêu thương, nhưng đó chỉ là sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Còn tiền tài thì không giúp được nhiều, mà toàn bộ do tuổi Mậu Thân tự dựa vào chính sức mình làm ra. Người này không quá tham vọng, cũng không đặt ra lý tưởng gì cao xa, biết sống đủ với mình nên an nhàn tận hưởng cuộc sống ổn định. Họ không phải đối mặt với nhiều sóng gió trong đời mình,
cuộc sống gia đình hạnh phúc, con cháu thảo hiền, tuổi già hưởng phúc, không có gì phải tiếc nuối. Người tuổi Mậu Thân sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi vào tiết Bạch Lộ, người tuổi Thân sinh vào tháng này sự nghiệp hanh thông, có thể làm nên đại nghiệp, tiền đồ rộng mở vô cùng, phúc lộc vô chừng, không phú quý thì hiển vinh. Người tuổi Thân sinh tháng 8 âm trong năm trời sinh có phúc tướng, cuộc đời hạnh phúc không phải lo nghĩ nhiều được, gia đình trợ giúp rất nhiều, thiên tư đỉnh ngộ bản mệnh có tài, có chí, phẩm chất cao sang là người thẳng thắn và khiêm nhường. Sự nghiệp của tuổi Thân sinh tháng 8 âm được quý nhân phò trợ bạn bè nâng đỡ nên dễ thành công, có thể đạt được những vị trí cao. Danh lợi song toàn, cuộc sống gia đình viên mãn, được bạn đời thấu hiểu và thông cảm, hỗ trợ nhiều cho phát triển sự nghiệp, con cháu hiếu thuận chăm ngoan. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.